phiên bản Exciter lon nước. Chúng ta sẽ cùng quan sát cái phiên bản Exciter 150 phân khối Monster, phiên bản có thể gọi là thay thế dòng xe Exciter 150 phân khối phiên bản Movista đã được tạm ngừng sản xuất. Và có thể các bạn quan sát ở ngay trên áo của mình sẽ nhận ra một cái logo thân thương Movista, và sau lưng mình cũng có, đây sau lưng mình cũng có cái dấu hiệu của chiếc xe Movista. Phía bên này sẽ là cái logo Monster, hai bên cân xứng, trước là Movista to và Monster logo nhỏ, nhưng đến bây giờ thì Monster đã biến thành một chiếc xe Exciter mà anh em phải gọi là mãnh thú của chiếc xe chúng ta yêu thích. Và chúng ta sẽ cùng nhau phân tích cũng như là soi cận cảnh chiếc xe này xem có điều gì lý thú nha. Đầu tiên, các bạn hãy quan sát ở phần đầu của chiếc xe. Sẽ thấy tổng thể chiếc xe sẽ là bao gồm có màu xanh và màu đen, nó phối hợp với nhau, nó tương tự màu sắc của một lon nước Monster. Trên đầu ở đây sẽ có chữ, dòng chữ Enios, thì đây là các bạn quá thân thuộc với cái dòng dầu nhớt các thứ chất phụ gia của Nhật Bản và hợp tác với Yamaha trong tất cả những cái như là trường đua MotoGP này, rồi là tất cả những sự kiện mọi thứ rồi gì thì Enios đều có mặt, cũng như Monster đều có. Và các bạn còn nhớ không, tất cả những cái sự kiện của Yamaha đều có những cô gái xinh đẹp từ Monster xuất hiện và làm cho anh em phải điêu đứng. Điêu đứng không phải là vì uống nước vào mà thích, mà điêu đứng bởi vì cái độ nóng bỏng của những cô gái như vậy. Thưa các bạn, nếu mà nói về lon nước này thì quá thân thuộc với anh em phượt thủ, hay là những anh em mà cần thức đêm hoặc là cần đi những chuyến đi dài ngày. Có thể một số bạn sẽ thích cái Red Bull, còn một số bạn lại thích là cái Monster này, thì có nhiều sự lựa chọn, đều là nước tăng lực thôi, và uống ít thôi, uống nhiều quá nó rất là nguy hiểm. Đối với Monster này các bạn nên uống một tuần tầm khoảng từ 3 đến 4 lon thôi, uống nhiều quá nó rất là ảnh hưởng sức khỏe, và vào hút cũng thế. Rồi, chúng ta sẽ quan sát tiếp. Cái phần ở phần đầu chiếc xe sẽ được cấu thành bằng hai màu sắc, đó là màu xanh và màu đen, hai màu rất là cá tính và tạo nên phần đầu. Tiếp xuống phía trước của chiếc xe cũng vậy, cũng là màu đen, và trên tông nền đó sẽ có những vết sứa tem màu xanh ở trên này, và nổi bật trên đó đó là dòng chữ Monster Energy. Đấy, hoành tráng, mãnh thú. Quan sát xuống tiếp phần dưới của chiếc xe, phần dè cũng lại xuất hiện một cái dòng chữ Yamaha và ba vết cào như mèo cào như vậy. Nó không phải mèo cào nha, nó mãnh thú, nó cào đấy. Có thể bạn mua chiếc xe này về thì yêu quý nó quá thì nên cẩn thận. Không thôi là cái mãnh thú cào thì nó không nguy hiểm bằng người yêu cào. Người yêu cào là còn nguy hiểm hơn nữa. Các bạn nên lưu ý điều này. Và phía trước, cái vành trước của chiếc xe thì sẽ là một cái tông màu đen chuỗi, không có nhấn nhá gì cả. Nó chiếc vành của trước của xe cũng là một màu đen tuyền và không có dòng chỉ trên đó. Rồi, tiếp theo chúng ta hãy quan sát bên phần phía bên tay phải của xe. Sẽ thấy điều gì lý thú nào? Bên tay phải của chiếc xe, đầu tiên hãy quan sát cái tem. Phần tem xe các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện màu vàng ống. Màu vàng ống nha các bạn, nó là màu vàng ống chứ không phải là cái màu trắng như chúng ta đã gặp ở tất cả những phiên bản khác. Màu vàng ống nó tương tự như cái phiên bản Exciter Movista mà chúng ta đã thấy. Lưu ý điều này nha các bạn. Và phía trên sẽ là dòng chữ Yamalup, là ký hiệu của loại dầu nhớt của chính hãng Yamaha. Còn ở phía dưới này chúng ta cũng lại thấy vết cào của người yêu. Đấy, vết cào người yêu, ba vạch luôn xuất hiện ở trên xe. Rồi, xuống nữa sẽ thấy dòng chữ Monster Energy. Và năng lượng được cung cấp bởi những dòng tem. Và chiếc xe này thì các bạn lưu ý là cũng được bảo hành 3 năm hoặc là 30.000 km tùy điều kiện nào đến trước. Và tất cả mọi cấu trúc cũng như là khung sườn, máy móc, các công nghệ thì nó hoàn toàn giống những phiên bản khác, chứ nó không khác gì, chỉ có khác màu sắc và tem xe. Tiếp theo thì hãy quan sát phần sau của xe. Trên này sẽ là dòng chữ Fuel Injection, ký hiệu của dòng chữ FI, phun xăng điện tử. Dưới là dòng chữ Diasil, và cái xuất hiện của cái hãng dầu nhớt này lại to hơn. Cái xuất hiện của Ineos này là to hơn so với những cái
lần mà chúng ta đã gặp trên xe. Và sau cũng lại Yamaloop bố trí, nói chung là cứ tung tóe hết cả lên. Và dòng chữ Exciter của chúng ta thì lại lên trên này, không có G nổi kiểu như những phiên bản khác. Và toàn bộ cái phần ốp phía bên sau xe này là màu đen. Hầu như là trên chiếc xe này nổi lên một cái màu sắc, đó là đen tuyền, và cho một cái cảm giác nó rất là mạnh mẽ. Phần yên xe, các bạn hãy quan sát đi, yên xe là tông màu đen và cái những cái dòng chỉ ở trên phần yên sẽ là màu trắng. Tiếp theo thì hãy quan sát tiếp cái phần tay sách ở đây, tay sách của xe cũng là màu đen. Và cái logo ở trên này, các bạn hãy quan sát cái logo ở phía trên này của chiếc xe Exciter Monster là sẽ có màu gì? Nó cũng là màu vàng các bạn, nó cũng là màu vàng, nó cũng màu vàng như những cái phiên bản Exciter Movistar chúng ta đã quan sát. Thôi, mở phần yên lên để chúng ta sẽ xem cái chiếc xe này sẽ mang cái màu sắc gì để các bạn có thể có sự lựa chọn. Đây, màu sắc của xe đó là đen xanh, bởi vì tông toàn bộ của chiếc xe này đó là tông đen và có những cái điểm nhấn nhá là màu xanh nha các bạn, màu xanh này. Rồi, đó là màu sắc của xe chính xác trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng. Còn phía bên tay trái của chiếc xe có điều gì hay ho? Cũng vẫn những thiết kế như vậy, cũng vẫn những cái logo như vậy, cũng là trên là dòng chữ Exciter, phía dưới là những cái ký hiệu của thương hiệu Yamaloop này, Ineos này, rồi là Daihatsu, rồi Phil Jackson và cái vết người yêu cào. Đấy, tất tần tật những cái mà chúng ta cần quan sát. Xe vẫn công nghệ phun xăng điện tử, vẫn 150 phân khối, vẫn là đồng hồ full LCD, vẫn là đèn ba khoang. Ok, có thể nói rằng là Yamaha đã dựa trên cái ý tưởng cái lon nước này để có thể sản xuất ra chiếc xe Exciter 150 phân khối phiên bản Monster. Ok, các bạn hãy nhận xét xuống phía dưới và xem cái phiên bản này có đẹp hay không, và so với phiên bản Movistar của chúng ta trước đây thì hai phiên bản sẽ như thế nào. Và nếu như bạn sở hữu được chiếc xe này thì hãy chọn cái này bỏ lên trên chiếc xe cho nó hoành tráng luôn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn, đừng quên đăng ký subscribe kênh YouTube của Yamaha chúng ta để đón xem tất cả những video clip mới nha. Come take my hand, I will walk with you. I won't let go till you say so. There isn't anything I wouldn't do. Wanna make sure that you understand. You're the one who gives my life color. There is no one other. With your hand in mine, let me go by your side. Let me go by your side. Stay in your sunlight. I wanna wake up with you by my side. Without you there is no tomorrow. We could be in for the best ride. Want this to last for the rest of our lives. Without you there is no tomorrow. Without you there is no tomorrow.